Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Ở đây thì mình đang có một quả pin có anh khách hàng mới mang qua để đóng lại. Mình tháo ra để kiểm tra thì thấy nó như thế này. Mình quay lại video để cảnh báo cho các bạn. Đây là một quả pin được làm khá là ẩu. Anh khách hàng nói là sử dụng được 2 cho đến 3 năm rồi. Các bạn có thể thấy phần kẽm đã bị rỉ sét hết. Đây là phía mặt sau. Phía mặt này chỉ có 2 đến 3 điểm bị rỉ sét. Còn phía mặt trước thì bị lỗ nhiều hơn. Đây là pin nguyên bản. Mình chỉ tháo lớp vỏ ra. Bạn nhìn qua có thể thấy khối pin được làm khá là ẩu, không đúng tiêu chuẩn một chút nào cả. Đầu pin thì không có giấy cách điện cực dương, cũng như không có băng dính hay là giấy cách điện ở giữa hai sao pin. Cực âm và cực dương rất là gần nhau, mà pin này là loại pin tháo khối. Phần cực âm nó không có lớp cách điện, mình đo thì thấy điện nó không còn. Chứ khối pin này mà còn điện thì rất dễ gây ra cháy nổ, cực kỳ là nguy hiểm. Các bạn có thể thấy phần đầu pin đã bị oxy hóa, có thể do nước hoặc là độ ẩm. Mối hàn thì cũng không ăn, kẽm hàn là loại kẽm đơn được ghép chứ không phải là kém đôi. Cái thì có cầu lối, cái thì không. Qua video này thì mình cũng cảnh báo các bạn, nếu các bạn đóng pin thì cũng cần đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Quả pin này nếu mà còn điện thì rất dễ gây ra cháy nổ. Còn các bạn sử dụng xe điện thì cũng nên lựa chọn những đơn vị uy tín. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.